Hey, xin chào mọi người đến với đây không phải là lớp học đạo đức, cũng không nói đạo lý. Ở đây chỉ có những câu chuyện lộn xộn thôi. À, và clip này thì mình sẽ không nói gì. Mình chỉ trả lời một vài câu hỏi. Sau khi sau một tháng lên clip thì mình cũng có một vài câu hỏi là: thứ nhất, hỏi về cái series nghĩa vụ quân sự đi bộ đội á. Thì có một bạn yêu cầu mình kể những cái chuyện mà khổ nhất, những cái điều khổ nhất ở trong đó. Ủa mà khổ là gì ta? Mình cảm thấy thú vị mà, đi nghĩa vụ nó vui mà, vui lắm luôn á, kiểu như đi tắm mà đừng có làm rơi cục xà bông nha. Hồi đó mình có một thằng lính không biết làm sao mà mỗi lần đi tắm á thì đi tắm tập thể, không biết sao mà nó đợi mọi người tắm xong rồi nó mới chui vô nó tắm, nhưng cũng cà giặt cà dẻo nhìn mắt tôi. Không, nó cũng không có cái gì gọi là khổ đâu, tuổi trẻ mà cứ nếm đi, mai mốt về già không có bị tiếc, rất là vui. À, về các clip, cái loạt nghĩa vụ quân sự á, thì các bạn cứ hỏi, mình sẽ trả lời bằng một vài câu chuyện. Rất là nhiều câu chuyện, 34 tháng thì có thể là mỗi ngày là một câu chuyện. Ngày nào cũng có một cái câu chuyện gì đó rất là vui. Nên cứ hỏi đi, mỗi lần đi tắm là có đánh rơi xà bông thì sao anh? Mệt lắm á. Còn xài dầu gội mà xài chung á, nó rất là nóng, nóng ruột á, chứ không phải là nóng đầu. Còn ở ngoài côn đảo thì rất là thú vị, mình ở ngoài đó 2 năm, được biên chế về đó 2 năm. Thì các bạn cứ thắc mắc gì, mấy bạn mà chuẩn bị đi nghĩa vụ á, mấy bạn mà không có đậu tốt nghiệp á, thì đi học tiếp, đó là một trường đại học lớn, học rất là nhiều thứ. À, tiếp theo là câu hỏi dành cho Mắc Mà Show. Thế nào là sống thanh thản? Dễ mà, mình cứ làm những cái gì mình thích thôi, mình nói ra những cái gì mình nghĩ, đừng có hại ai là được rồi. Đôi khi bạn làm một cái chuyện gì đó mà nó giống như thế này, đừng bao giờ kể cho người ta nghe, đừng bao giờ phơi cuộc đời mình cho người khác biết, rồi người ta không hiểu, người ta sẽ nói bạn là sao mày ngu quá vậy, vậy mà cũng thế thôi. Mình cảm thấy thanh thản thì mình làm, mình cảm thấy thoải mái thì mình làm. Bạn muốn cuộc sống của bạn thoải mái, bạn muốn suy nghĩ của bạn nó tự do thì bạn cứ làm, còn không thì có một vài cái khuôn bạn có thể chui vô đó, hoặc là gò lại cái khuôn đó để khỏi phải gò mình. Thế nào là sống thật với bản thân, thế nào là mới là chính mình? Bạn có thể lừa dối cả thế giới nhưng bạn không thể lừa dối chính bản thân bạn được. Tin tôi đi, không tin hả? Thử đi ỉa đi, đóng cửa lại, đừng có bật quạt hút. Và tận hưởng, không khí thiệt là trong lành. Ôi má ơi, thơm quá, ôi thật là thú vị. Thử đi rồi biết. Và thế nào mới là chính mình? Chính mình là đừng có là cái bóng đổ của ai hết. Bạn làm cái công việc bạn muốn, bạn sống cái cuộc sống bạn muốn, bạn nói những cái gì bạn nghĩ. Thế thôi, việc gì phải theo ai, việc gì phải giống ai. Có thể bạn nhìn vào đó để học, để rút ra một cái gì đó dành riêng cho bản thân, nhưng đừng có giống họ quá. Đừng thần tượng bất cứ một ai hết đó. Thần tượng rồi sẽ đến lúc sụp đổ thôi, trừ những bức tượng. Ủa, những bức tượng thì cũng có ngày sụp đổ. Thế thôi, thần tượng, hãy thần tượng chính bản thân bạn. Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày bạn trở nên nó rất là vĩ đại, chai, lì, nhầy và rất là châu chó. Ngã ở đâu thì đứng lên chỗ đó, chứ không lẽ lết lết đến chỗ khác đứng dậy. Đôi khi mình vấp ngã mà mình cũng chẳng biết mình vấp ngã đâu. Mình cảm thấy sao giống như chơi trò trượt nước trong đầm sen quá vậy, giống cái hồi mà chạy xe từ Lào Cai về miền Nam
thì vừa mới hết Lào Cai qua Yên Bái, ôm cái cua trái, ôm cái cua phải là xe nó xẹo đi luôn. Và cái lúc mà mình trượt giữa đường á là có cảm giác ủa sao giống chơi trò trượt nước trong công viên Đầm Sen quá ta, Đầm Sen qua Tàu Bác á, đôi khi ngã cũng không biết là mình đã ngã đâu. Có một số người gọi là họ thích đọc sách, họ thích đọc những điều hay ho và họ lấy những cái câu hay ho về cho mình, về cho bản thân. Đại loại như câu này: có một số người sợ chết đến nỗi không dám sống, thì lúc đó là chết rồi còn gì nữa. Bạn có thể đọc, bạn có thể nghĩ, nhưng từ lời nói đến việc làm nó phải xa, nó xa hoàn toàn, nó xa lắm luôn. Chớ dại đem về một cái điều, một cái câu của ai đó để áp đặt vô cuộc đời mình. Chính bạn hãy viết nên cuộc đời của bạn, viết nên thành ngữ của bạn, viết nên ranh ngôn của bạn. Giống như mình cứ dập dẹo luồn lách qua cái khe đời xiên xẹo rồi đi thẳng đụng u đầu á. Còn việc sống, dám sống hay là dám chết hay là dám cái gì đó, thích thì làm thôi chứ dám khỉ gì. Có một vài người hỏi là chính vì những cái điều không toàn vẹn đó tạo nên mày ngày hôm nay, thì tại sao mày lại muốn bỏ nó? Chứ hơi đâu mà ôm lấy cái không toàn vẹn của ngày hôm qua để sống cho ngày hôm nay làm gì? Mỗi ngày mới bắt đầu, đó là một cơ hội dành cho mình làm những điều mới mẻ hơn, làm những điều mình cảm thấy nó, bản thân cảm thấy nó tốt đẹp hơn, nó thoải mái hơn, nó tử tế hơn. Còn tử tế là gì? Khái niệm nó trừu tượng lắm. Giống như cái tập ăn sáng, cắt cái gọt cái củ dền, gọt sao vô tay, và bây giờ nó đã lành rồi, hết đau rồi, đừng có chọc ngoáy vô cái vết thương nữa thì nó sẽ lành thôi. Bởi vậy bớt chọc bớt ngoáy đi. Còn ngày hôm qua thì nó là ngày hôm qua rồi, để im cho nó ngủ đi, đừng có ghẹo nó nữa, cho nó thức dậy mệt lắm, sợ lắm. Hôm bữa tự nhiên đăng một cái status, phải chia sẻ một cái kỷ niệm ngày ngày này năm xưa. Lúc đó là đi chuyến đi 4.801 cây đó, trên đó đó thì đeo đeo sao cái râu nó dính lên vậy nè, cái này nó chìa ra vậy nè, cái xong rồi vợ cũ vô thả cho một cái emotion cảm thấy buồn. What? Sau 5 năm im lặng nha, sau 5 năm bị block nha. Mà thật sự block nhau làm gì? Thì cứ bình thường thôi, khi không còn tử tế với nhau được. Mình cũng vậy thôi, bình thường thôi. Có một cái mối mối tành đầu. Bây giờ vẫn gọi nhau tao mày, vẫn lâu lâu hú hí, gọi là mỗi lần hú là có chuyện. Y như rằng nó hú mình hay mình hú nó. Tại tụi mình bằng tuổi nên gọi nhau tao mày không à. Thì y như rằng một trong hai sẽ có chuyện. Và câu hỏi duy nhất là mày vẫn ổn chứ? Tao đéo quan tâm đến những thứ xung quanh, tao chỉ quan tâm đến mày thôi, mày vẫn ổn chứ? Theo mình thấy đó là cách trẻ con nó chơi với nhau thôi. Hết giận thì thôi, việc gì phải giận dai, để bụng nặng bụng lắm. Thực sự mình cũng không thích để bụng, mà mình cảm thấy mến thì đến với nhau, không hợp thì giải thoát. Nhưng mà sau khi mình được rửa tội thì mình có cái suy nghĩ khác về tình yêu và hôn nhân. Đó là cái tôn trọng niềm tin của mình thôi, tín ngưỡng của mình thôi, phải tự tôn trọng chứ không phải là nói ra từ lời đâu. Không phải là ngày nào cũng đi đọc tin mừng mà rồi không hiểu tin mừng viết cái gì vậy ha. Cái này mình sẽ kết thúc ở đây và nhớ đón xem cái tiếp theo, nó cũng khá thú vị. Nếu như mình còn có thể làm thì mình sẽ làm cái tiếp theo, mình có thể nói thì mình sẽ nói cái tiếp theo, nói cũng hay mà. Bye bye, hẹn gặp lại.